Chào các bạn, hôm nay mình lại lên mình chia sẻ các bạn về những cái loại cây. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn về loại cây thông các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn này. Đây là cây thông. Thông thì có rất nhiều lơi các bạn, nhưng đây là thông ở trong thung lũng Quảng Trường của thị trấn Tam Đảo. Thung lũng Quảng Trường của thị trấn Tam Đảo. Mình thì đặc biệt là có thú vui về cây cối các bạn. Đấy, cho nên là mình cũng hay chia sẻ với các bạn về những cái loại cây. Cây thông thì có nhiều lơi lắm các bạn, nhưng điều đặc biệt là những cây thông ở Tam Đảo này nó có cái giá trị cả lịch sử đó các bạn. Ngoài cảnh quan ra thì nó còn có giá trị về lịch sử nữa. Đây các bạn này, những cây thông nó có tuổi đời hàng trăm tuổi và được trồng từ thời Pháp các bạn. Chơi cây thì ngoài chơi dáng chơi thế ra, người ta còn chơi cả tuổi của cây nữa các bạn. Bạn nào mà chơi cây thì các bạn biết, người ta chơi cả tuổi của cây nữa. Có những cái cây vài chục tuổi, có những cây hàng trăm năm tuổi, hàng thế kỷ các bạn ạ. Đây, mình chia sẻ các bạn, bạn nào mà không có thú vui chơi cây như mình thì các bạn có thể bỏ qua. Đôi khi mình cũng làm phiền các bạn bởi vì là mạng họ đưa đến các bạn. Các bạn nhìn này, này, những cây thông này nó không những có giá trị về tuổi mà nó còn có giá trị về dáng thế nữa các bạn này. Những cái dáng trực rất là mẫu mực. Bây giờ thì mình đi xuống gần để cho các bạn chiêm ngưỡng nhé. Đây các bạn, những cây thông hàng trăm năm tuổi. Các bạn nhìn này. Đây các bạn, những cây thông hàng trăm năm tuổi. Các bạn nhìn này. Đây là chú quán cà phê này đẹp nè. Đúng rồi đó. Về gần thì có thể các bạn nhìn sẽ rõ về cây hơn, nhưng mà dáng thế thì nó sẽ không được rõ đâu. Trời hơi nắng cho nên là bóng cây nó lẫn vào các bạn ạ, nhìn nó không thể rõ được. Đây các bạn, những cây thông đỏ. Chia sẻ các bạn, thông ở Tam Đảo thì nó là thông đỏ các bạn nhé. Vành thân nó rơi vào tầm cỡ khoảng 2 người ôm các bạn ạ. Mình quay trong video thì nó bé, nó nhỏ vậy thôi, nhưng ở bên ngoài nó 2 người ôm đấy. Cây kia các bạn. Một cây thông đỏ hàng thế kỷ, trải qua phong ba bão táp ở giữa cái đỉnh núi Tam Đảo như này. Những cây thông ở đây thì được liệt vào cái danh sách là cấm khai thác, cấm chặt phá các bạn ạ. Đây. Cũng rất buồn là quay cho các bạn xem nhưng mà nhìn cảm giác hình ảnh nó không được rõ các bạn. Trên kia một rừng nữa. Và ở quanh Tam Đảo này thì các bạn, nếu các bạn đi các bạn biết
nó có những cái rừng thông bạt ngàn các bạn. Đây các bạn nhìn thân này, thân nó rêu phong, không biết bao nhiêu loại cây tầng gửi nó sống ở trên những cái thân cây thông này. Đây là cái giống thông đỏ rất là quý các bạn ạ. Vỏ này các bạn. Thực ra mình chơi cây thì mình thấy rằng có rất nhiều loại cây mà các nghệ nhân hoặc là những cái người người ta yêu cây cảnh người ta làm cũng rất là đẹp, dáng thế rất là đẹp. Nhưng mình vẫn thích một cái gì đó dáng thế nó mang cái màu sắc tự nhiên hơn. Những cây trong tự nhiên nó đẹp, nó mang một cái phong cách nó hoàn toàn khác các bạn ạ. Nó không có cái bàn tay của con người động chạm. Nó đẹp một cái cách nhìn rất là tự nhiên và cuốn hút các bạn. Những cây trong tự nhiên thì nó đẹp một cái vẻ cuốn hút rất là lạ lùng các bạn. Nó không... Và mình thấy rằng là con người đều bắt chước thiên nhiên hết. Tất cả các dáng thế cây của con người làm đều là bắt chước từ thiên nhiên mà ra. Ví dụ như là dáng bạt phong thì nói đơn giản là một cái dáng cây mà đứng trên đỉnh núi rồi vách núi bị gió nó thổi bạt đi. Và nó là quả thiên nhiên nhưng con người cũng bắt chước để làm ra dáng bạt phong các bạn. Rất nhiều những cây thông hàng thế kỷ. Đây xe để đây. Nổ đi. Người ta quấn những cái vòng dây điện nó quanh cái thân cây thông làm cho mất cái vẻ đẹp của cây thông vào ban ngày. Thế nhưng ban đêm thì ở cái khu quảng trường này nó rực sáng bởi vì có những cái bóng đèn người ta quấn ở cây thông như thế này các bạn. Tay tán đẹp không các bạn? Nhìn nó phiêu đãng, một cái vẻ đẹp mà thực sự là mẹ thiên nhiên ban tặng. Này các bạn này, nó chờ với phòng bà bão táp, tất cả những cái cành nó bị cụt đi. Đây các bạn nhìn, nó chờ với phòng bà bão táp mà rất nhiều tay cành bị cụt bị gãy hết đi. Về phong thủy thì mình không cần trình bày nhiều, các bạn cũng có thể tự tìm hiểu được. Cây thông nó có ý nghĩa phong thủy rất là tốt các bạn, không những ở Việt Nam mà còn ở các nước châu Âu nữa. Nó có ý nghĩa rất phong thủy rất là tốt. Thường thường ở châu Âu thì người ta Noel người ta hay có cây cành thông để ở trong nhà. Và ở châu Âu thì cây thông người ta được trồng ở trước cửa các bạn, mang đến cái điều tốt lành, mang đến những cái điều may mắn cho gia đình. Đấy, và ở Việt Nam thì cây thông cũng mang ý nghĩa phong thủy rất là lớn các bạn ạ. Đấy, cho nên là bạn nào mà yêu thích cây thông thì cũng nên trong vườn có một vài cây thông cũng rất đáng yêu, cũng rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Cây thông hay không? Mình xin chia sẻ với các bạn là những cây thông đẹp ở trong thung lũng của thị trấn Tam Đảo. Chào các bạn, chúc các bạn có nhiều niềm vui cho cuộc sống. Thân ái.